Các bạn nha, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hiện tại là mình với con gái với vợ mình xuống ngoại chơi các bạn ạ. Xuống nhà và được mệnh danh là bà Véo anh em nhá. Em của mình nhá, người đã từng ăn 2 kg ớt cùng với chú Sọn. Bà là được mệnh danh là thánh ăn lắng luôn các bạn ạ. Hôm nay mình với con gái sẽ vào nhà vàng ngoại chơi. Xong quay hoàn cảnh của bà Véo cho mọi người xem nhá. Anh em cùng theo dõi video của bọn mình nhá. Nói chung là nhà bà Véo thì vẫn còn rất là hoàn cảnh các bạn nhá. Các bạn cùng theo chân bố con bọn mình nhá. Đi thôi con. Đây các bạn ơi, đây là nhà của bà Véo nha các bạn nhá. Người mà từng ăn thi ăn ớt với chú Sọn ấy, nếu các bạn xem kênh của mình thì các bạn cũng biết rồi nhá. Đây nhà của bà Béo thì cũng đã được dựng khá lâu rồi các bạn nhá. Không biết gọi bà đi con. Bà ơi. Có nhà không thì đi. Bà có nhà không bà ơi thì đi. Đấy. Các bạn nhá, bà Béo nhá. Thánh ngăn ớt. Chào bà nhá, thì đi. Con chào bà đi. Chào con bà. Không đón con à, thì đi. Ôi giời. Ây dạ, ây dạ. Nào, bà Béo mà tí nào. Ôi giời. Đây là toàn bộ mọi người cùng mọi người nhá. Nên tham quan nhà bà Béo của mình nhá. Cảnh lắm. Ôi giời. Đây à, mọi người cùng vào bên trong nhá các bạn nhá. Bà Năm cần gì đi lấy nấm đây. Có nấm mà bà. Ừ. À, mùa này là có nấm ra đấy các bạn ạ. Thế là tiện thể bà Béo sẽ đi lấy nấm thì mình sẽ quay cái cảnh đi lấy nấm cho mọi người xem nhé các bạn nhá. Đây là không gian làm bếp của bà Béo các bạn ạ. Thế là hôm nay là vợ chồng bọn mình xuống là may rồi có dịp được ăn nấm ở vườn các bạn nhá. Nó tự ra đấy, không phải nấm trồng các bạn nhá. Thôi. Gì đấy con? Đi đâu con, ở nhà nó nóng lắm. Đây, bây giờ là mình sẽ đi quay xong cho vợ mình đi lấy nấm cùng bà Vé các bạn nhá. Mình sẽ cầm máy quay. Băng đi cùng thì đi. Tiền tiền phứng phải cầm tiền phứng phải chứng phấn. Chào bác chưa? Đây các bạn nhá, mình may quá các bạn ạ. Mùa này là có nấm đấy nha. Mình ở nhà nhá. Mùa này mùa mưa các bạn ạ. Là thường là nấm hay mọc rất nhiều luôn. Thịnh ở nhà nhá. Thịnh ở nhà đợi bác cho Thịnh nha. Đi mà về nhá. Mày không chào bác à? Bà Béo cũng là mẹ vợ của mình nhá các bạn ơi. Chẳng qua là tem của bọn mình ấy là tên bà Béo ấy, đây là biệt danh. Mọi người gọi cho nó quen các bạn ạ. Cái chân này không đi dép nhỉ? Không bắt này nhỉ? Con cũng đi dép. Em bắt không đi dép này. Chân nó không đi dép rồi này. Hôm nay mày cho bác bế à? Hôm nay có cho bế đâu. Ôi dồi, chắc là con muối sẽ cắn đốt hết nhỉ? Đốt nhỉ? Xin một tí. Cho về nhà cho mẹ chỉ một tí bác nhỉ? Nấm này là nấm người Thái gọi là muối. Không phải nấm muối đâu quá. Nấm muối vé. Nấm người ra là cái tên gọi là nấm muối. Nấm muối vé thôi các bạn ạ. Nấm loại này. Nấm muối vé chứ. Cái nấm muối to kia nó chân dài chứ. Ở tận nào đấy bà ơi? Đây, cho ngóc gần nhà
hàng xóm. Nhưng mà đây, từ đâu đây? Mà đây này, đây này các bạn ơi, đây này rất là nhiều nhá. Ồ, nhiều đây. Nhiều đấy các bạn ạ, nhìn này còn tuyệt các bạn ơi. Những nấm này ấy, vì canh ăn các bạn ạ. Rồi này, cái này canh với lá gừng ấy các bạn ạ, với lá lốt các bạn nhá, nó hợp lắm đấy. May quá hôm nay xuống lúng dịp còn nấm các bạn ạ. Được ăn nấm này thì ngon lắm các bạn nhá. Đây bọn mình, nhưng mà bọn mình sẽ phải vào trong nhà vườn của hàng xóm các bạn ạ, của bà Béo nhá, để xin bà lấy trong vườn của họ, bởi vì nhà của họ đã rào hết rồi. Nào út xuống nào, cho bà gọi nhá. Mồm to quá nha. Măng gọi đi. Chú Mù Minh à, chú Mù Minh ơi, chú Mù Minh ơi, hình như không có ai ở nhà. Khóa ba má thét rồi khúc lên mẹ gì lên ba. Ui thế này. Đợi một tí các bạn nha. Như chưa có, như không có ai ở nhà thật hay sao ấy? Quá hay sao ấy? Bác bay ra đây bác bảo nhé. Ốc sen à? Ốc sen này mà có nhiều thì anh em ạ, món này cũng ngon phết đấy. Ốc sen này là bề xào, xào xả ớt các bạn ạ, bấy nướng bấy xiên đấy, xiên nướng nha các bạn ơi. Được rồi anh em nhá, xin được chủ nhà để bọn mình sẽ vào trong để lấy nấm các bạn nhá. Đi thôi Vang ơi, đi vào lấy nấm nào. Đây là con gái của mình, còn đây là con gái của đứa em, con gái vợ. Em vợ nhá các bạn ơi. Có mưa à? Tăng bên ăn quý. Tăng mưa rồi đấy. Anh này bay ra đi. Nó miệng. Đừng có mà sửa nhá. Ba bốn hả? Ô, nhà này có chó đấy anh em ạ. Đây, bọn mình sợ chó ra thì bọn mình sẽ lóng cửa vào luôn anh em ạ. Ba ngay đi theo bà ngoài đi. Đi, mình đi trước nè, cho mẹ đi sau. Chốt vào như cũ thôi, bắn rú thôi con nè. Bắn rú thôi con nè. Bắn rú má đi. Đây các bạn ơi, bọn mình đã đến chỗ có nấm rồi nhá. Ôi trời ơi. Thế này các bạn ơi. Wow, nhiều lắm các bạn ạ. Tuyệt vời. Đây, bác đừng có giấm nhá. Đâu? Giấm nào? Đây này. Toàn nấm là nấm các bạn ơi. Nấm này bọn mình sẽ mang về canh hoặc là xào với thịt vò cũng được các bạn nhá. Nhiều lắm. Băng cẩn thận không giấm vào nấm nhá. Còn cái này là nó mới nở anh em ạ. Loại này nó mới ngon này các bạn nhỉ. Nấm nở nữa này. Đây. Bạn.
Bữa đấy ở bên ngoài ấy các bạn ạ. Đây này. Tuyệt vời. Cũng ít thôi các bạn ạ. Chắc là được nửa cái đây. Mình là cái ép này các bạn nhé. Mẹ ơi. Này bọn mình lấy về trước xong rồi tí sẽ bỏ chỗ cái lết kia rồi rửa sau anh em nhá. Bởi vì ở chỗ này nó nhiều muối quá. Trẻ con đi cùng nữa thì sợ muối lốt đấy các bạn ạ. Một cái nữa kìa. Một cái nữa. Ừ. Nấm kia không ăn được đâu con ạ. Con đi tìm chỗ khác đi, tìm thấy nấm nữa không? Không thấy nấm nữa. Không thấy nữa. Ừ. Hết rồi. Hết rồi. Xong rồi các bạn ạ. Đây. Được nửa cái ép kia nhá các bạn ơi. Ép vé thôi. Ừ. Nhưng mà nói chung là từng đấy lủ bọn mình ăn rồi các bạn ạ. Bởi vì ở nhà bà Véo vẫn còn một lúc bọn mình chưa đến ấy, bà Véo có bảo là đi lấy trước rồi các bạn ạ. Đấy, cái đấy là lấy ở chỗ khác. Và mình bọn mình bắt đầu quay về nhà đây. Không có mất hơn còn mới cắn em bắp kìa. Thấy ít quá các bạn ạ. Thế là bọn mình quyết định đi tìm các bạn nhá, tìm thêm. Thế là lao lên. Đây, bà Béo tìm thấy một tí nữa các bạn nhá. Đây mọi người ơi. Nấm muối đây. Đây nấm muối nhỏ nữa mọi người. Cái này là loại nhỏ các bạn ạ. Nhưng mà loại này ăn cũng ngon lắm đấy. Loại này cũng ngon hơn cái loại to kia đấy. Ba. Đây. Cái này là vườn ở dưới nhà các bạn nhá. Một trái. Ừ. Đấy. Một trái. Ừ. Thì là bọn mình sẽ mang về chế biến. Các bạn cùng theo dõi bọn mình nhá. Một trái. Đấy. Đã về đến nhà các bạn ạ. Và thành quả của bọn mình là gần được cái ép bé này các bạn nhá. Không ăn nữa vâng. Đây các bạn ơi, nhìn này. Vừa ra hôm nay đấy cái này. Vừa lẹp luôn. Cái to to kia chắc là ra từ hôm qua các bạn ạ. Còn cái nó mới nhú ấy. Đấy, hôm nay nhá. Đây các bạn nhá. Toàn nấm ngon các bạn ạ. Rồi. Gần được một chậu chứ các bạn ơi, lổ ra nó nhiều phết đấy. Ở trong ở trong ép cái này là bà lấy từ hôm qua đúng không? Lấy từ hôm qua ấy. Cái này bà định nấu món gì? Xào thịt bò. Xào thịt bò hay với canh nữa các bạn ạ. Xào canh. Xào thịt bò và canh. Canh với lá lốt này, củ sả này. Lá gừng các bạn nhá. Lá gừng. Nó mới hợp.
này cũng phải rửa thật nhẹ nhàng đấy các bạn ạ, không là nó bị nát hết đấy. Hiện tại là lá rửa sạch rồi các bạn nhá. Đây các bạn ơi, nhìn có đẹp không các bạn ơi? Đây, bây giờ bọn mình sẽ mang về canh ăn các bạn nhá, canh với lá gừng này, lá lốt các bạn ạ, và xào với thịt vò. Hôm nay món chính của bọn mình là món nấm với tiết canh các bạn ạ. Tiết canh với nấm xào thịt vò. Mình sẽ để này các bạn nhé. Ui dồi, rời ra một cái rồi. Đây còn đây là món tiết canh mà mình nói nha các bạn ơi. Đây gồm có một túi tiết này với một túi pịa các bạn ạ. Đây là một cân thịt vò mình mua về để xào với nấm các bạn nhá. Đây, trong lúc bà Véo đi nhặt ít rau về nấu bánh nấm thì cả nhà cùng vào tham quan nhà của bà Véo nhá các bạn ơi. Đây là cái tủ để quần áo các bạn ạ, chỗ để náo. Bên này thì trường góc để cái tivi, tivi và tủ lạnh. Đây là cái tủ mua khá lâu rồi các bạn ạ, nhìn cũ lắm rồi ấy. Còn bên giường ngủ của bà Béo là có 3 cái giường các bạn nhá. Nhà thì rất là cũ rồi các bạn ạ, mịt mọt hết rồi, nhưng mà vẫn chưa có tiền để sửa sang các bạn nhá. Bà Béo nói chung là bà Béo từng chia sẻ ấy, bà ngoại của bé Băng ấy, ngày xưa ấy, ông ngoại của bé Băng từng bị thoái hóa cột sống các bạn ạ, nên là không có tiền là phải bán hết tài sản đi để đi chữa trị cho ông nhá, không nợ cả tiền ngân hàng nữa, đến nay vẫn còn chưa trả hết ấy. Nói chung là còn rất hoàn cảnh các bạn ạ. Nhưng mà bà Béo vẫn rất là yêu lời nhé các bạn ơi, vẫn vui vẻ và sống đấy các bạn ạ. Mình thì vẫn không giúp gì được nhiều, mình cũng vẫn chưa có gì các bạn nhá. Cả nhà cùng xem kênh này cũng là mình tạo ra để giúp đỡ mọi người thôi các bạn ạ. Mình cũng nói chung là mình đầu tư thì vẫn không có tiền ấy, chưa có tiền đầu tư mới, và mình làm ấy cũng chưa được tiền gì các bạn ạ. Cả nhà nhớ, nếu mà yêu quý bọn mình ấy thì nhớ để lại một lượt đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ bọn mình là bọn mình vui rồi các bạn nhá. Đây bây giờ là bà Béo đang đi lấy rau, đợi tí là mình quay cảnh chế biến cho các bạn xem nhá, chế biến nấm với tiết canh thì mình sẽ lánh thôi các bạn ạ, có khi mình lánh thì mình lánh cho nó lông luôn. Tiết canh vò các bạn nhá. Đây, bây giờ bà ngoại của bé Phan sẽ băm thịt để lánh tiết canh trước các bạn nhá. Mình làm nhưng mà vợ mình lại bảo là không biết quay, thế là cho mẹ bà ngoại của bé Văn thôi các bạn ạ. Ôi giời ơi, tự làm thử xem có nên ăn không đây mọi người ơi. Đấy, lại không biết nhiều mảnh lắm. Lánh mét tiên chứ con.
quá. À, thịt vò bọn mình đã xào rồi các bạn nhá, xào chín rồi nhá, để cái này là nhân để cho vào tiết canh em nhá. Còn bây giờ mình sẽ đây là rau thơm anh em ạ, gồm có 3-4 loại đấy anh em ạ. Mình sẽ thái nhỏ rau thơm ra để cho vào tiết canh nhá. Riêng đánh tiết canh bò thì đánh dế thôi các bạn ạ. Mình sẽ đánh thật là lông lông nhá, lông cứng luôn các bạn ạ. Thử xem nó có lông cứng không nhá. Nhưng mọi khi thì mình đánh tiết canh thì nó lông thì lông như thạch luôn ấy, lông cứng luôn. Đây là món nấm xào thịt vò các bạn nha. Còn mình sẽ xào cho thịt vò chín đã các bạn ạ. Xong mới cho nấm vào với một ít gia vị các bạn nha. Để thả khẩu xuống một bác ấy. Rồi, bây giờ bọn mình cho nấm vào các bạn nha. Ngon không cả nhà ơi? Nấm này xào với thịt vò, bọn mình cũng chưa từng ăn kiểu này đâu các bạn ạ. Thường là bọn mình cho nấm mà mua ở chợ thôi, xào kiểu này. Còn đây là nấm mối, bọn mình thử xào ăn nha các bạn nhá. Xào với thịt vò xem có ngon không. 9 giờ cả nhà nhá. Có ngon không cả nhà ơi? Có ngon được các bạn ạ. Rồi 9 giờ đấy, cất đi nha. Mời các bạn ăn cơm ăn tham bọn mình nha các bạn nha. Và đây là thành quả của mình nha các bạn ơi, tiết canh bây giờ lá lông rồi các bạn ạ. Đây nha, mình kiểm tra cho các bạn xem nha. Đây, đồng lắm rồi đấy các bạn ạ. Đây này,
này nha các bạn ơi. Đông như thạch luôn các bạn ạ. Hai tử quá. Đây bữa cơm hôm nay của bọn mình nhé các bạn nha. Đây là canh nấm các bạn ạ. Canh nấm nấu với lá gừng với lá lốt các bạn nha. Đây là 3 bát tiết canh. Đây là nấm xào. Nấm xào thịt vò các bạn nha. Còn kia là con em vợ là vừa mới về đến nhà. Đấy thêm một ít bún các bạn ạ. Đây là cái gì nhỉ? Mấy làm mấy lón này. Hiền béo các bạn nha. Vừa đi làm ở quán phở về các bạn ạ. Vừa về đến nhà nhá. Rồi, còn mình cũng dọn mâm để ăn cơm nữa các bạn ạ. Cũng muộn rồi. Bây giờ cũng rơi vào 12 giờ rồi đấy các bạn ạ. 12 giờ kém rồi. Hương ấy, tốt cho em bé. Rồi. Hôm nay cả nhà ăn cơm cùng bọn mình nhá. Cả nhà ơi. Ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn không cơm có gì cùng ăn nhá. Cả nhà. Đây, bữa cơm của mình thế này thôi cả nhà ơi. Ôi trời ơi. Ăn cái tiết canh trước nào. Bé cắt tiết canh. Cắt cơn tiết canh trước nhá mọi người nhá. Bé từng ăn 15 bát anh em nhá. 15 bát tiết canh nhá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Thế nào bà béo? Rất là ngon. Quá tuyệt vời anh em nhá. Mời mọi người nhá. Ngon lắm. Ôi giời. Mời mọi người nhá. Cái này ăn chất canh rất là mát mọi người ạ. Rất nóng, cái này ăn chất canh rất mát nữa mọi người nhá. Rồi. Hôm nay thì mọi người đều đi vắng hết rồi cả nhà. Mỗi mình này với vợ mình với em vợ còn với vạc béo thôi các bạn nhá. Ông tắc kè đi chơi ạ. Tắc kè thì không ai biết đâu. Ông ngoại của bé Văn thì đi việc anh em ạ. Chắc tối mới về. Đây đây là canh nấm, đây tiết canh này bạn bè đang ăn tranh thủ ăn tiết canh. Tiết canh thì gồm có 3 bát cả nhà. Đây canh nấm các bạn nha. Nấm nha mọi người nha. Ngon quá. Nấm hương mọi người. Cái mau điện thoại mân rồi. Mẹ đang ăn ngon ngon. Cái cánh. Đấy được rồi kìa. Ngon điện thoại sao vậy. Làm bán bếp nữa. Con xem đây con xem đây. Bên ăn đi. Đây là bố tăng chân. Máu hả hình. Nấm xào thịt vò ngon không? Đây nấm tự nhiên cả nhà nhá. Nấm tự nhiên là xào thịt vò. Thử một miếng ạ. Nha mọi người nha. Ngon. Nấm này ngọt lắm mọi người ạ. Cái gì cũng ngon. Cả là món đặc sản. Cái nấm này mọi người nhá. Nó mọc từng liên không được trồng đâu. Mùa ra thì mới ra thôi. Không đến mùa thì nó không ra nhá. Tăng lại đi đi. Mời mọi người nhá. Ai ăn rồi. Mời mọi người nhá. Ôi trời. Nấm của mình rơi mất rồi.
Bây giờ mình cùng bà ăn cơm thôi cả nhà nhá. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình bọn mình nhá. Mời mọi người ăn cơm nhá. Cả nhà nếu yêu quý bọn mình thì nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ kênh bọn mình với cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào cả nhà nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.